trước thực trạng một số vùng sản xuất có nguy cơ bị thu hồi giấy chứng nhận mất vùng nguyên liệu hữu cơ do tồn dư thuốc bảo vệ thực vật vượt ngưỡng cho phép sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh có văn bản đề nghị tăng cường quản lý việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tại vùng sản xuất hàng hóa theo đó, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn và các doanh nghiệp hợp tác xã ra soát thống kê vùng đệm xung quanh vùng sản xuất hàng hóa, đẩy nhanh việc cấp mã số vùng trồng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hình thành và phát triển hoạt động dịch vụ bảo vệ thực vật để quản lý sử dụng thuốc bảo vệ thực vật tập trung, hướng tới việc cung cấp các sản phẩm an toàn, đảm bảo khả năng truy xuất nguồn gốc hướng dẫn người sản xuất áp dụng các quy trình kỹ thuật hữu cơ an toàn, hạn chế sử dụng phân bón thuốc bảo vệ thực vật hóa học, xây dựng dài cách ly vùng sản xuất đã được chứng nhận đạt tiêu chuẩn hữu cơ. Tỉnh Lào Cai có 3.500 ha quế, 600 ha chè sản xuất theo tiêu chuẩn kỹ thuật và được chứng nhận hữu cơ quốc tế. Công tác cấp mã số vùng trồng được tích cực triển khai nhằm đáp ứng yêu cầu xuất khẩu hiện nay.